Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Những điểm mờ trong một vụ án hình sự tại Quảng Bình. Kính thưa quý vị, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình, bị can Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1986, cư trú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nguyên là cán bộ trinh sát của đội điều tra án chất cấm Công an huyện Bố Trạch, được phân công tham gia một chuyên án về chất cấm. Trước khi bị khởi tố, ông Hoàng mang cấp hàm đại úy. Đầu tháng 2 năm 2020, Hoàng tham gia bắt và khám xét đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh về hành vi mua bán trái phép chất cấm. Quá trình tham gia xét hỏi, Oanh đã khai ra số điện thoại của đối tượng đầu vụ hiện đang nằm trong điện thoại iPhone 7 Plus tại nhà mình. Hoàng đã liên hệ với ông Phú, bố của Oanh, để lấy chiếc iPhone 7 Plus. Tiếp đó, Oanh cho biết trong điện thoại trên có điểm game có thể quy đổi thành tiền và nhờ Hoàng nhận tiền qua tài khoản và chuyển số tiền bán game cho ông Phú. Số tiền Oanh bán game tổng cộng là 48,8 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Hoàng vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Cũng theo cáo trạng, biết đây là tiền Oanh bán điểm game nhưng Hoàng không đưa cho bố của Oanh. Trong vòng 20 ngày, Hoàng đã rút hết số tiền và sử dụng cá nhân. Khi biết việc Oanh nhờ Hoàng chuyển tiền, ông Phú đã gọi nhiều lần điện thoại cho Hoàng đòi tiền. Sau đó, Oanh được tại ngoại, Hoàng và Oanh gặp nhau một số lần nhưng Oanh không đòi và Hoàng không trả lại tiền. Sau khi biết, Công an tỉnh Quảng Bình đang xác minh theo đơn của Oanh. Cuối tháng 8 năm 2020, Hoàng hẹn gặp và trả cho Oanh 30,5 triệu đồng. Ngày 16 tháng 9 năm 2020, sau khi Hoàng bị khởi tố, bắt giam, người nhà của Hoàng đã trả lại cho Oanh 18,3 triệu đồng còn lại. Hoàng bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, bắt tạm giam vào ngày 9 tháng 9 năm 2020. Theo hồ sơ ban đầu, cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình đã khởi tố ông Hoàng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Nhận thấy đây là một tội danh thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao nên Viện Kiểm sát Quảng Bình đã chuyển vụ việc lên theo thẩm quyền. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã không chứng minh được hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của ông Hoàng. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã ra quyết định số 02 VKSTC C1T4 thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, chuyển vụ án lại cho các cơ quan tố tụng địa phương như ban đầu. Nhanh chóng, ngày 17 tháng 5 năm 2021, ông Hoàng nhận được bản kết luận điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đề nghị truy tố ông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, điều 175 Bộ luật hình sự. Cũng chỉ 10 ngày sau, Viện Kiểm sát Quảng Bình hoàn tất cáo trạng truy tố ông Hoàng. Kêu oan. Sau khi được tại ngoại, Nguyễn Huy Hoàng làm đơn kêu oan gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát tối cao. Trong đơn, ông Hoàng cho rằng việc khởi tố và truy tố ông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 là không có căn cứ, oan sai. Theo ông Hoàng, đầu năm 2020, ông trực tiếp phá án bắt được Nguyễn Thị Kiều Oanh là đối tượng mua bán ma túy chuyên nghiệp. Trong quá trình điều tra, biết ông Hoàng là người cùng xóm tại thị trấn Nông Trường Việt Trung nên Bảo Oanh đã thông tin trong điện thoại của mình có tài khoản game đổi thành tiền được, đồng thời nhờ ông Hoàng nhận tiền qua tài khoản. Sau đó, chuyển số tiền bán điểm game cho bà Trương Thị Phượng để nuôi con nhỏ. Số tiền bà Oanh bán điểm game được tổng cộng 48,8 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của ông Hoàng ngày 11 tháng 2 năm 2020. Ông Hoàng nhận tiền, bà Oanh sau đó được tại ngoại và điện thoại cho ông Hoàng không chuyển tiền cho mẹ kế nữa. Ông Hoàng kể, ngày 30 tháng 8 năm 2020, tôi chủ động gọi điện cho Oanh và trả 30,5 triệu đồng vì lúc đó trong túi tôi không đủ. Số tiền còn lại cho tôi nợ và sẽ trả sau, Oanh đồng ý. Sau thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm, kiên quyết kiến nghị xử lý thu hồi tài sản. Kính thưa quý vị, trước đó, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả công việc, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Các đồng chí, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy. Sau khi nghe thanh tra Chính phủ báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau. Trong thời gian qua, thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ,
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã xây dựng ngành, triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tiến hành thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiên quyết kiến nghị xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có những vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mang tính đột phá trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thu hồi nhiều tiền, tài sản lớn cho nhà nước. Điển hình như Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Kết quả công tác này đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước, nhất là trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh những kết quả nêu trên, ngành thanh tra còn có một số bất cập, tồn tại, hạn chế như việc triển khai kế hoạch thanh tra ở một số đơn vị còn chậm, còn có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm, việc xử lý sau thanh tra và tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai. Việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công tác còn chậm, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư công, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, ngân hàng. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có phần do các quy định liên quan còn bất cập, chồng chéo, còn có khoảng trống pháp luật. Việc xây dựng, hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch đề ra. Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ ngành thanh tra cần được nghiên cứu cho phù hợp. Tính nêu gương, tinh thần kỷ luật, kỷ cương của một số bộ phận còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng lợi ích nhóm, một số bộ phận cán bộ chưa thực sự công tâm, trong sáng, quyết tâm, quyết liệt trong công tác, sự phối hợp giữa thanh tra Chính phủ với các cơ quan có liên quan, có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả. Bài học kinh nghiệm cần rút ra đó là trong quá trình xử lý công việc phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các cấp lãnh đạo và thực sự trong sáng, công tâm, khách quan, đồng thời phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành thanh tra. Đối với công tác cán bộ phải công tâm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiên trì, bản lĩnh, khách quan, đối thoại từ cấp cơ sở, đồng thời phải công khai, minh bạch, giải quyết cần có lý, có tính đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra ngay trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Đảng và Nhà nước. Định hướng chỉ đạo trong thời gian tới đó là trong xử lý công việc cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm đó. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm có hiệu quả các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra. Ra soát lại chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối bên trong, cắt giảm cơ quan, đơn vị trung gian, giảm cấp phó, bỏ cấp hàm. Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là ở cấp cơ sở. Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tồn tại để nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra, nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra. Nhiệm vụ của ngành thanh tra là rất nặng nề, phức tạp, nhạy cảm. Thanh tra không chỉ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật mà còn phát hiện những cơ sở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục. Thanh tra để phục vụ cho việc phát triển và để phòng ngừa, răn đe, đảm bảo công tác trước pháp luật nên phải giữ đúng các nguyên tắc, nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở, thước đo để hoàn thiện thể chế, chính sách, giữ vững nguyên tắc, tập trung dân chủ, không phải lắng nghe ý kiến của tập thể để tạo sự thống nhất, đồng thuận. Cán bộ thanh tra phải có tư tưởng chính trị vững vàng, bản lĩnh, kiên trì trong công tác, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, công tâm, khách quan, đúng pháp luật trong khi thực thi công vụ. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tăng cường xây dựng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn và công cụ kiểm tra, giám sát, coi trọng công tác giám sát, kiểm tra nội bộ, không để xảy ra tình trạng xuê xoa, dễ dãi, nể nang, né tránh khi xử lý các vấn đề vi phạm của nội bộ. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, yếu tố con người là yếu tố quyết định, quan trọng nhất trong các nguồn lực.
Do đó, phải chăm lo, xây dựng, phát hiện đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong tuyển dụng, thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Một số vấn đề, nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra Chính phủ đó là qua công tác thanh tra cần tăng cường phát hiện các cơ sở bất cập của chính sách pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhất là hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, chú trọng các lĩnh vực để xảy ra tham nhũng như đất đai, đầu tư công, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, ngân hàng, chỉ tiêu thường xuyên. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2021, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, có các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, nâng cao chất lượng thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra. Tập trung thanh tra chuyên để diện rộng nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài. Trong quá trình giải quyết, cần coi trọng và làm tốt công tác đối thoại, hòa giải. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo các quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và Quy định số 11 QĐ-TW ngày 18 tháng 2 năm 2017 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa các hoạt động thanh tra và hoạt động giám sát của Quốc hội, giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm toán, kiểm tra, giữa thanh tra chính phủ với thanh tra các bộ, ngành, địa phương để tránh xảy ra việc trùng lặp, chồng chéo. Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra. Khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra đã kéo dài qua thời hạn quy định và sớm ban hành kết luận thanh tra, đồng thời thực hiện việc kiểm tra, xử lý sau thanh tra theo quy định đối với các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra. Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra thì phải kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.